Xin chào tất cả quý khách hàng thân thương. Hôm nay thì Buôn Thuật chúng tôi thời tiết khá là mát mẻ. Buổi sáng có hơi mưa nhẹ một chút xíu thôi. Buổi chiều thì đang trong tình trạng trời mát mẻ. Nhiệt độ ngoài trời của chúng tôi hiện tại bây giờ là 15:40. Nhiệt độ ngoài trời đâu đó là khoảng 27 độ. Thời tiết rất là mát. Hôm nay thì chúng tôi bàn giao một cái sản phẩm, đó là Yamaha B37 về đến khách hàng. Có hai anh em đẹp trai mua về để làm vườn thôi. Vườn nghe nói đâu đó rộng khoảng 5-6 hectare gì đó, về làm cà phê này, tiêu này, rồi đặc biệt là sầu riêng. Chúc hai anh em làm ăn hồng phát với cái sản phẩm mà quý vị đã đến tận bãi của tôi để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm làm sao nó phù hợp nhất với cái túi tiền mà quý khách hàng cũng như là cái nhu cầu sử dụng của anh em. Con này chúng tôi bán cho anh em với cái giá rất là hợp lý thôi. Riêng bộ xích kia là bộ xích mới rồi, xích mới trơn á, xích mới hà dần luôn là được ấy, rất là trơn bà con ạ, trơn lắm. Từ từ thôi, cái gò này thiết kế quá trơn nha, nên kiểu bất chợt. Rồi chúc anh em làm ăn hợp pháp với sản phẩm Yamaha B37 của tôi nhé. Đưa hẳn bộ xích mới này, nhìn đẹp trai hẳn, các bạn thấy không? Bãi của tôi ở bãi thành phố Buôn Thuật. Bà con mà cần những cái sản phẩm máy đào thì có thể đến bãi của tôi, Buôn Ma Thuật và Bình Dương, quận 9, thành phố Thủ Đức nữa. Chúc anh em làm ăn hồng phát. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày nhé.